Mới đây thì Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn cho các tỉnh thành về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết vaccine tiêm cho trẻ về Việt Nam trong đầu tháng 4 và ngay sau khi được cung ứng, 63 tỉnh thành sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hai loại vaccine được Bộ Y tế phê duyệt tiêm cho nhóm trẻ là Pfizer và Moderna. Trẻ chỉ tiêm hai mũi vaccine cùng loại cách nhau 4 tuần và không tiêm trộn. Cũng theo vị chuyên gia này, Bộ Y tế yêu cầu tiêm vaccine tại trường học và các cơ sở tiêm chủng cố định, tiêm lưu động. Triển khai trước cho nhóm từ 11 tuổi, tức là trẻ học lớp 6, sau đó là hạ thấp dần độ tuổi. 3 ngày đầu sau khi tiêm, trẻ cần có người hỗ trợ 24 trên 24 giờ, theo dõi phản ứng sau tiêm. Trẻ cần tránh vận động mạnh để giảm nguy cơ tăng nặng trong tình huống có phản ứng viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine, dù rất hiếm gặp.